Các bạn đang nghe sách từ thư viện của Hội đồng đội huyện Hữu Lũng. Qua giọng đọc Trần Khánh Huyền, lớp 8, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hòa Thắng. Sau đây là câu chuyện kể về 10 cô gái ngã ba đồng lộc, lời Hoài Lộc, nhà xuất bản Kim Đồng. Câu chuyện xin được phép bắt đầu. 10 cô gái ngã ba đồng lộc. Nhà thơ Phạm Tiến Duật, một nhà thơ có nhiều gắn bó với những nẻo đường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, viết về những cô gái thanh niên xung phong như một bức tranh khắc ghi vào tâm khảm của mỗi người dân đất Việt. Bụi mù trời mùa anh, nước trắng khe mùa lũ, đêm rộng, đêm dài là đêm không ngủ, em vẫn đi, đường vẫn liền đường. Trong đạn lửa của chiến tranh, hình ảnh cô gái thanh niên xung phong hiện lên qua lời thơ thật đẹp đẽ, can trường. Trong những ngày chiến tranh chống Mỹ ác liệt nhất, có một cung đường đầy hiểm nguy mà người ta gọi đó là tọa độ chết. Tọa độ chết ấy chính là ngã ba Đồng Lộc, nằm trên đường Trường Sơn thuộc địa phận xã Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Ngã ba Đồng Lộc làm gọn trong thung lũng hình tam giác, hai bên là núi trắng không một bóng cây, ở giữa là con đường độc đạo. Tất cả mọi cung đường từ Bắc vào Nam đều phải vượt qua huyết mạch này. Chính vì sự hiểm yếu và quan trọng của con đường này mà máy bay Mỹ ngày đêm quần thảo, cắt bom hết đợt nọ qua đợt kia nhằm ngăn cản sự chư viện của người miền Bắc tới chiến trường miền Nam. Thống kê ước tính trong vòng 240 ngày kể từ tháng 3 năm 1968, không quân Mỹ đã dội xuống mảnh đất này 48.600 quả bom các loại. Từng thức đất của ngã ba Đồng Lộc bị cày xới biến dạng thành các hố bom loang lổ. Tại căn lán của tiểu đội 4 thuộc đại đội 552 thanh niên xung phong, chị Võ Thị Tần, tiểu đội trưởng, đang ghi thư gửi mẹ. Mẹ ơi, ở đây vui lắm. Ban đêm chúng nó thắp đèn cho bọn con làm đường, ban ngày chúng mang bom rách cá cho chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển cả núi rừng, nhưng không làm rung chuyển được trái tim chúng con. Mẹ ơi, thời gian này bọn giặc phá ác liệt, nhưng bọn con vẫn tập được nhiều bài hát lắm mẹ ạ. Cuốn sổ tay mẹ gửi cho con dạo nọ đã sắp hết giấy rồi, mẹ gửi thêm cho con ít nhé. Mới về thăm mẹ mà sao con thấy nhớ mẹ quá. Chị bồi hồi nhớ căn nhà nhỏ nơi gắn bó những năm tháng tuổi thơ và thời thanh niên sôi nổi của mình, nơi cha mẹ chị, những người nông dân nghèo cùng quê đang oằn mình đi qua chiến tranh, luôn ngóng chờ tin chị về. Cũng tại nơi quê hương yêu dấu này, chị đã cảm mến anh Hồng, một người bạn học chung lớp. Và vào năm 1964, khi tuổi chị vừa tròn đôi mươi, trước khi anh Hồng lên đường nhập ngũ hành quân vô Nam, hai gia đình đã tổ chức lễ ăn hỏi cho anh chị. Trước khi anh Hồng đi, chị Tần đã trao cho anh lọn tóc của mình kết thành hình hai hình trái tim thay lời hẹn ước chung thủy. Sau khi anh Hồng vào Nam chiến đấu, năm 1965, chị Tần đã cùng nhiều chị em trong toàn huyện Can Lộc xung phong và lực lượng thiếu niên xung phong trực tiếp lao động, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Tháng 4 năm 1967, chị Tần cùng đơn vị được điều xuống công tác bảo vệ đường 15A ở Đồng Lộc. Tiểu đội do chị Tần làm tiểu đội trưởng gồm 10 cô gái tuổi đời còn rất trẻ, từ 17 đến 24 tuổi. Công việc của tiểu đội là thường trực trên đường tuyến ngã ba Đồng Lộc, săn lấp những hố bom, khơi rãnh thoát nước, sửa chữa hầm trú bom, thông đường nhanh nhất để các đường xe được vận chuyển đạn dược, quân lương, nhu yếu phẩm ra tiền tuyến. Giặc giải bom ngày đêm cứ hết bắn phá các cô gái lại hối hả quốc, xẻn săn lấp các hố bom với khẩu hiệu máu có thể chảy, tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không bao giờ được tắc. Mưa bom, bão đạn không làm lạn lòng những cô gái trẻ. Cứ sau mỗi trận bom, khói đạn xen lẫn các bụi mù mịt,
các cô gái đã lao ra khỏi hầm, tay cuốc, tay xẻng, mang vắt đất đá, chèn lấp các hố bom, cùng chung một ý chí: hàn gắn đường tuyến nhanh để các anh vượt mau ra tiền tuyến. Giữa những ngày tháng vô cùng ác liệt, ngã ba Đồng Lộc liên tục bị bom đạn kẻ thù cày đi, xới lại. Xong những giờ phút căng thẳng bám đường, chị em tiểu đội 4 lại trở về lán nghỉ ngơi, cùng chia vui những lá thư nhà, cười đùa rôm rả. Cuộc sống thời chiến đã gắn kết mọi người lại với nhau như chị em ruột thịt. Họ chia nhau từ củ khoai, miếng sắn đến tờ giấy, cây bút. Trong tiểu đội có chị Võ Thị Hà là nhỏ tuổi nhất, 17 tuổi, nên các chị chăm sóc Hà như em út trong gia đình. Chị Tần tranh thủ lúc rảnh rỗi này nắn nót từng đường kim, mũi chỉ, thêu chiếc gối chờ ngày chiến thắng làm lễ cưới. Chiếc gối có bông cúc Tần nép mình bên khóm trúc và hai câu thơ cải biên của Phan Cung Việt: chị cúc Tần giữa vùng quê bình lặng, nơi chiến trường anh có phải hạt mưa xuân. Có lẽ kẻ thù không sao hiểu nổi trái tim người Việt Nam, trái tim những chàng trai cô gái tuổi 18, đôi 10, ngập tràn tình yêu thương, lại anh dũng, kiên cường trước bom rơi, đạn lửa như vậy. Mùa hè ở miền Trung, cái nắng như đổ lửa, cứ làm được một lúc là mồ hôi vã ra ướt hết vai áo. Nhưng không ai nghĩ đến cảnh mặt trời đang thiêu đốt trên đầu mà vẫn thoăn thoắt xúc đất, vác đá, vá đường nhanh để xe qua thông suốt. Đâu đó những tiếng hát vẫn cất cao, mang theo tình yêu với đất nước, với quê hương. Các bạn đang nghe sách từ thư viện của Hội đồng đội huyện Hữu Lũng. Ngày 24 tháng 7 năm 1968, đoàn xe chở đạn dược, thuốc men, chi viện miền Nam đang chuẩn bị tiến vào con đường Đồng Đạo. Trong chưa đầy một giờ đồng hồ, ba tốp máy bay gầm rít trên đường bầu trời Can Lộc, rồi hàng loạt bom dội đầu, mặt đất rung chuyển, khói bom, bụi đất mù mịt. Hôm ấy, tiểu đội của các chị Lê Thị Hồng được cử đi Quảng Bình lấy gỗ về làm hầm, còn chị Nguyễn Thị Thanh thì bị ốm nằm ở nhà. Còn 10 thành viên tiểu đội đang chuẩn bị cơm chiều thì nhận được lệnh ra gấp ngã ba Đồng Lộc để săn lấp hố bom. Vừa ngó trông máy bay, chị em rũ đất chuẩn bị lao ra khỏi hầm trú ẩn. Chưa kịp cầm cuốc xẻng thì tốp máy bay khác quay lại liên tục cắt những đợt bom dài. Tiếng máy bay gầm rú, tiếng bom nổ chát chúa khiến bầu trời Can Lộc như bị xé toạc ra. Bất chợt, một quả bom tấn từ máy bay Mỹ lao xuống, nổ chùm lên căn hầm mà cả tiểu đội đang ẩn nấp. Lúc ấy là 16 giờ ngày 24 tháng 7 năm 1968. Mặt đất nóng bỏng hừng hực, hàng ngàn khối đất đá sụp xuống. Từ đài quan sát, đại đội trưởng Nguyễn Thế Linh chạy xuống. Tiểu đội 5, tiểu đội 8 và các anh máy lái máy ủi gần đó đều chạy lại, nhưng trước mắt họ giờ chỉ còn là khói bụi mịt màng và đất đá ngổn ngang. Các anh chị em các tiểu đội thanh niên xung phong khác cùng bà con làng nghe tin bom Mỹ đội chúng vào hầm trú ẩn của 10 ô thanh niên xung phong cũng bổ ra tìm. Họ bới đất đá, vừa khóc vừa hô to gọi tên từng người một. Đến gầm cửa hầm trú ẩn, mọi người cẩn thận dùng tay đào bới chứ không dùng máy xúc để tránh gây hại tới thi thể của các chị. Lần lượt bới lên, 6 người ở hầm ngoài cùng là chị Võ Thị Tần, rồi đến Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Nhỏ, Võ Thị Hà, Trần Thị Rạng và cuối cùng là chị Trần Thị Hường. Đào tiếp hầm thứ hai vuông góc với hầm lúc nãy thì tìm thấy Dương Thị Xuân, Võ Thị Hợi và Hà Thị Xanh.
cả 9 người được đặt lên 9 chiếc cáng, xếp một hàng ngang như khi cả tiểu đội tập hợp lúc còn sống. Nhưng còn thi thể một người nữa là chị Cúc, tiểu đội phó, thì chưa tìm thấy. Sau này, nhớ lại khoảnh khắc đau thương ấy, nhà thơ Yến Thanh đã viết những dòng thơ đầy cảm động và giây phút tìm thi thể của người em, người đồng đội của mình. Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang. Cúc ơi, em ở đâu không về tập hợp? Chính bạn đã quây quần đủ hết. Nhỏ, Xuân, Hà, Hường, Hợi, Rạng, Xuân, Xanh, A trưởng Võ Thị Tần điểm danh. Chỉ thiếu mình em, chín bỏ làm 10 răng được. Bọn anh đã bới tìm Việt Quốc, chỉ sợ em đau lên nhát quốc trùng. Bài thơ Cúc ơi. Chưa tìm thấy chị Cúc, đêm ngày 24 tháng 7, 9 cô gái thanh niên xung phong được bà con tắm sạch đất cát, thay quần áo mới rồi mai táng sau eo núi Bãi Diệm. Sang ngày thứ 3, khoảng gần 10 giờ ngày 26 tháng 7, mọi người mới tìm được thi thể chị Cúc. Chị Cúc ngồi trong chiếc hố cá nhân chiều hôm trước do chính tay chị đào, đầu đội nón bẹt dí, vai còn vác cái cuốc, hai tay chị Cúc bầm dập, máu đọng lại còn khô. Các đồng đội ở tiểu đội 8 cẩn thận dùng tay bới đất đưa thi thể chị Cúc lên. Đến lúc đó, lễ truy điệu của các chị mới được cử hành. Quả bom ác nghiệt đã cướp đi sinh mạng của 10 cô gái thanh niên xung phong khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ đã làm vĩnh viễn lại, mang theo cả tuổi thanh xuân của mình vào lòng đất mẹ. Sau ngày thi hài của chị được chuyển về đồi trọ Voi thuộc xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh, các chị vĩnh viễn nằm lại bên nhau tại một khu đất cao, bốn mùa rì rò gió hát. Ngày nay, khu mộ của các chị đã được xây dựng khang trang, nằm cách tượng đài chiến thắng ngã ba Đồng Lộc gần 200 mét. Để ghi nhớ chiến công của 10 cô gái thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc, ngày 7 tháng 6 năm 1972, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tiểu đội 10 cô gái. Ngã ba Đồng Lộc được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hàng năm, rất nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế về đây thắp hương tưởng nhớ các chị. Bên cạnh các đồng đội cũ của các chị có mặt cùng cựu binh Mỹ, những người đã luôn say dứt vì tội ác của mình đối với nhân dân Việt Nam.